Zalo anh em, cái mai rừng để trải nha anh em, để bò nha, cây giống mai tử anh em à, cây to cây mập mập nha, củ đế nó hơi bị vip anh em à, cây bóng lưỡng à, đây là, con này bự nha, eo này nè, đá anh em à, lưng nó nè, lưng lưỡng nè, củ đế nè, bự nha, đầu cổ sạch sẽ nha. Cây dáng bò hội đầu về vàng đế luôn nha, giống mang tử vậy. Cây ngồi to cây nha. Giờ để gì đó thước luôn. Bình củ đế. Bình củ đế 73. Bình củ đế sát đế đó 73 nha. Bình đây 56. Chú ngọn 40. Chiều dài của nó 95. Rồi. Chiều cao. Chiều cao 73. Đơn ngang 95 hả? Ngang từ đây qua đây nè. Rồi, ngang 95 nha anh em. Chiều ngang cái mặt đây ngang mặt đây 40. Rồi, ok. Anh em vô chậu hình chữ nhật nha. Nhấn nút rồi, đi luôn rồi. Đậu hồi vậy này đó, đẹp nha. Cây to, cây mập mập, đó lưỡng à.